Phật ngữ Phật học trong sách này. A bàn ngục tốt nơi địa ngục, dịch nghĩa là vô tự, không có lòng từ. A di đà Phật, đức Phật A di đà. Phạm ngữ a, dịch nghĩa là vô, di đà, dịch nghĩa là lượng. Vì đức Phật này hào quang chiếu sáng qua vô lượng thế giới, thọ mạng kéo dài qua vô lượng kiếp, phúc đức cũng là vô lượng nên xưng danh là Phật A Di Đà. A Nan, tên một vị đệ tử Phật dịch nghĩa là khánh hỷ, cũng dịch là hoan hỷ. Ngài sinh vào ngày Phật thành đạo nên đặt tên như vậy. Ngài A Nan là con vua học phạn, em họ của Đức Phật. An Đà tên một nước nằm gần Ấn Độ thời cổ. Atula tên một cõi trong sáu cõi luân hồi, dịch nghĩa là vô đoan chính, vì chúng sinh ở cõi này nam nhân xấu xí, nữ nhân đoan chính xinh đẹp, cũng gọi là phi thiên vì chúng sinh cõi này có phúc nhưng không có đức giống như chư thiên cũng gọi là vô tử vì chúng sinh cõi này chân cất trụ không được khởi tâm sân hận thề không uống rượu a xà thế tên vị thái tử con vua bình sa tức tần bà sa la dịch nghĩa là vị sinh oán nghĩa là mối oán cừu từ lúc chưa sinh ra bắc câu lô châu cõi thế giới nằm về phía bắc núi tu di người dân ở châu này đều có tuổi thọ trung bình đến ngàn tuổi trong lòng mong muốn có y phục hay thức ăn đều tùy ý có được đầy đủ sau khi mạng chung ở cõi này đều được sinh về cõi trời bà la môn dịch nghĩa là tịnh hạnh hạnh thanh tịnh trong sạch thường chỉ hàm ý là không làm việc dâm dục đây là một trong bốn giai đoạn của ấn độ thời cổ xem chi tiết trong kinh trương a hàm kinh tứ tánh ba la xoa tên một loài hoa cũng đọc là tất lợi xoa dịch nghĩa là vô ưu bát bộ tám bộ chúng bao gồm trời thiên rồng long dạ xoa càng thác bà atula ca lầu la khẩn na la và ma hầu la già bát công đức thủy loại nước có đủ tám công đức gồm một trừng tịnh lắng gạn trong sạch hai thanh lãnh trong trẻo mát lạnh ba cam mỹ mùi vị ngon ngọt bốn khinh nhuyễn nhẹ nhàng mềm mại năm nhuận trạch thấm nhuần tươi mát sáu an hòa yên ổn hòa nhã bảy trừ được đối khác và vô số khổ não tám trưởng dưỡng thân tứ đại tăng trưởng các thiện căn bác khổ tám nỗi khổ trong cuộc đời mà hầu hết chúng sinh đều phải trải qua gồm sinh ra già yếu bệnh tật cái chết thương yêu phải chia lìa oán ghét phải gặp nhau mong cầu không đạt được năm ấm không hài hòa Bát nan. Tám hoàn cảnh khó tu tập theo Phật pháp, một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sinh, bốn là sinh nơi vùng biên địa. Năm là sinh về cõi trời trường thọ, sáu là làm người không đủ các căn, bảy là sinh vào nhà tà kiến, tám là sinh vào thời không có Phật ra đời có nơi giải thích thay cõi trời trường thọ là châu bắc câu lô vì cõi này cũng sống đến cả ngàn năm nhưng giải thích như vậy là sai lầm có thể xem trong kinh đại bác nhã kinh giác lượng thọ mạng bác nê hoàng tức bác niết bàn xem ở mục bác niết bàn bác niệm Tám điều niệm tưởng, tức là thường nhớ nghĩ đến, bao gồm niệm Phật, niệm chánh Pháp, niệm Tăng già, niệm Giới Luật, niệm Buông Xã, niệm Chư Thiên, niệm Hơi Thở Ra Vào, niệm Cái Chết. Bác quan Trai, tức Tám Giới, dành cho người tại gia, có thể thọ trì chỉ trong vòng một ngày đêm. Nếu muốn thọ trì nhiều ngày thì phải mỗi ngày đều thọ giới, xả giới. Người thọ giới rồi phải quyết tâm giữ trọn thời gian, không được phạm giới. Nếu có thể trì giới này hoàn toàn thanh tịnh, tuy chỉ trong một ngày đêm, nhưng nhờ công đức ấy nhất định có thể tái sinh về cõi trời. Bát thập tùy hình hảo tám mươi vẻ đẹp hay tám mươi tướng phụ xem chi tiết về các tướng này trong các kinh hoa nghiêm đại bát nhã tam muội hải bát vương tám ngày phân tiết trong năm theo âm lịch bao gồm lập xuân xuân phân lập hạ hạ chí lập thu thu phân lập đông và đông chí ba tuần tên gọi của ma vương cũng đọc là ba ti dạ dịch nghĩa là cấp ác bồ tát danh xưng đầy đủ là bồ đề tác đỏa dịch nghĩa là giác hữu tình vì cũng tu chứng như phật nên gọi là giác nhưng chưa dứt hết vô minh nên gọi là hữu tình theo một nghĩa khác hữu tình chỉ tất cả chúng sinh Bồ Tát dùng chánh đạo giáo hóa giác ngộ chúng sinh nên gọi là giác hữu tình. Bổ xứ chi tôn, Phạm ngữ là A Duy Nhan, dịch nghĩa là nhất sinh bổ xứ, hàm nghĩa vị Bồ Tát chỉ còn một lần giáng sinh là sẽ thành Phật. Bồ đề, dịch nghĩa là giác, nghĩa là tỉnh thức giác ngộ ca diếp phật dịch nghĩa là ẩm quan là thầy của đức phật thích ca là vị phật thứ ba trong một ngàn vị phật của hiền kiếp câu thiểm di tên nước cũng đọc là kiều thưởng di thuộc miền trung ấn độ cổ đại câu thi na thành dịch nghĩa là giác thành vì thành này có hình tam giác chánh giác dịch từ phạm ngữ là tam bồ đề tu tập thành tựu quả phật gọi là thành chánh giác chân thúc ca dịch nghĩa là màu đỏ thấm chuyển luân thánh vương cũng gọi là luân vương có bốn hạng kim luân vương cai trị bốn cõi thiên hạ ngân luân vương cai trị ba cõi thiên hạ đồng luân vương cai trị hai cõi thiên hạ thiết luân vương cai trị chỉ một cõi diêm phù đề cù đà ni cũng đọc là cù gia ni dịch nghĩa là ngưu hóa tức châu tây ngưu hóa là một cõi đất rộng tám ngàn do tuần cửu phẩm vãng sinh chính phẩm vãng sinh người tu tập pháp môn tịnh độ được vãng sinh chia làm ba phẩm là thượng phẩm trung phẩm và hạ phẩm mỗi phẩm lại chia thành ba bậc là thượng sinh trung sinh và hạ sinh cộng tất cả thành chính phẩm vãng sinh ý nghĩa này được giải thích rõ ràng trong kinh quán vô lượng thọ phật Cưu Ma La Thập, tên một vị đại sư dịch giả, dịch nghĩa là Đồng Thọ. Ngài là người Ấn Độ, con vua Quy Tư, vào đời vua Phù Kiên của nhà Tiền Tần. Niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ 9, tức là năm 373 theo Tây Lịch, Hoàng Thái Sử xem thiên văn tâu lên vua, có bậc hiền đức xuất hiện ở nước ngoài. Nhân đó vua cho người thỉnh ngài đến Trung Hoa. Dạ ma thiên, gọi đầy đủ là tu dạ ma, dịch nghĩa là thiện thời phân, là cõi trời nằm trên cõi trời đao lợi. Đao lợi thiên vương, tức là vị thiên chủ đế thích, hay thích đề hoàng nhân. Trong Kinh Niết Bàn, có kể ra đến 11 danh sinh của vị này đao lợi thiên cõi trời đao lợi dịch nghĩa là tam thập tam thiên cõi trời ba mươi ba nằm trên cõi trời tứ vương là nơi cư trú của đế thích cõi trời này có ba mươi hai vị tiểu thiên tử trụ ở tám phương cùng vị thiên chủ ở trung tâm hợp thành số ba mươi ba nên gọi tên như vậy không phải là có ba mươi ba tầng trời từ dưới tính lên đâu xuất thiên cõi trời đâu xuất gọi đầy đủ là đâu xuất đà dịch nghĩa là diệu túc là cõi trời nằm trên cõi trời dạ ma địa vị đất có mùi vị vào lúc thế giới ban sơ mới hình thành vật chất được sinh ra trên mặt đất có hình trạng sền sệt như sữa đun sôi cô đặc lại mùi vị ngon ngọt như mật ong chúng sinh khi ấy dùng dạng vật chất này làm thức ăn không bao giờ phải đói thiếu diêm phù đề tên gọi đầy đủ là diêm phù na đề vốn là tên của một loài cây dịch nghĩa là tinh kim vì dưới cây này có vàng nên gọi tên cây như thế châu nam thiệm bộ đặc biệt có loại cây này do đó cũng gọi tên châu là châu diêm phù đề là một cõi đất trọng bảy ngàn do tuần điệp một loài cây có hoa dùng dệt thành vải rất mịn di lặc dịch nghĩa là từ thị là họ của một vị bồ tát được thọ ký sẽ thành phật tiếp theo sau đức phật thích ca xem chi tiết trong kinh di lặc hạ sinh thành phật độc giác là những vị ra đời gặp lúc không có Phật, tự mình tu hành đạt được giác ngộ nên gọi là độc giác. Do tuần cũng đọc là do duyên hoặc du thiện na là khoảng cách giữa hai chỗ dừng nghỉ khi vị luân vương đi tuần thú. Tương tự như các dịch trạm ở Trung Hoa. Các sách nói về khoảng cách này không giống nhau. Có nơi nói là mười sáu dặm, có nơi cho là ba mươi dặm, hoặc bốn mươi dặm, hoặc sáu mươi dặm, cho đến có nơi cho là tám mươi dặm. Duyên giác Là những chúng sinh nghe Phật thuyết giảng giáo Pháp thập nhị nhân duyên mà được ngộ đạo nên gọi là duyên giác. Hằng hà Sông hằng Gọi đầy đủ là hằng già, gan ga cũng đọc là căn già, dịch nghĩa là thiên đường lai. Sông này nằm gần thành xá vệ. Hành giả, chỉ người tu hành, thường là tu tập hành trì theo một pháp môn cụ thể nào đó. Hóa lạc thiên, tên phạm ngữ là tu niết mật đà, dịch nghĩa là hóa tự lạc, là tên cõi trời nằm trên cõi trời đâu xuất hoan hỷ địa thập trùng giai cấp từ hoan hỷ địa tiến lên mười bậc tức là thập địa mười giai vị tu tập tiếp theo sau thập hồi hướng bao gồm hoan hỷ địa ly cấu địa phát quan địa diệm tuệ địa nang thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện tuệ địa và pháp vân địa kỳ viên vườn cây do thái tử kỳ đà cúng dường lên phật trưởng giả cấp cô độc đã mua vùng đất này để xây dựng tinh xá cúng dường đức phật và tăng đoàn thái tử không bán cây cối mà tự mình cũng dân cúng nên gọi đầy đủ là kỳ thọ cấp cô độc viên gọi tắt là kỳ viên La Hán. Danh xưng đầy đủ là A La Hán có ba nghĩa. Một là giết giặc phiền não tặc, hai là không còn thọ thân tái sinh đời tiếp theo. Ba là xứng đáng nhận sự cúng dường cung kính của hàng trời người. Lục căn tức sáu căn hay sáu giác quan gồm có mắt, nhãn, tai, nhĩ, mũi, tỵ lưỡi, thiệt, thân, xúc giác và ý. Lục đạo, sáu đường, tức sáu cảnh giới, gồm cõi trời, thiên, cõi người, nhân, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Lục thiên, sáu tầng trời thuộc cõi dục, gồm từ tứ vương thiên lên đến tha hóa tự tại thiên ma gia phu nhân danh xưng đầy đủ là maha ma gia dịch nghĩa là đại thuật hoặc đại ảo nghĩa là có thể dùng đại ảo thuật làm mẹ sinh ra chư phật ma đặng nữ tức ma đăng già ma đặng là mẹ của ma đăng già nên ma đặng nữ con gái ma đặng tức chỉ ma đăng già ma đăng Tên gọi đầy đủ là Ma Đăng Già, dịch nghĩa là Bản Tính, là tên của một dâm nữ, về sau trên Pháp hội Giảng Kinh Lăng Nghiêm được nghe chánh Pháp liền ngộ đạo xuất gia, gọi là Tính Tỷ Khâu Ni. Ma Hê Thủ La, dịch nghĩa là Đại Tự Tại, là tên vị Thiên Vương ở cõi trời sắc cứu cánh, tên phạm ngữ là A-ca-ni-trá dịch nghĩa là trất ngại cứu cánh cũng dịch là sắc cứu cánh đây là cõi trời cao nhất trong sắc giới ma nhân đề tên một vị trưởng giả ma ni tên một loại ngọc đúng ra là mạc ni dịch nghĩa là ly cấu mục liên tên một vị đệ tử phật danh xưng đầy đủ là mục kiền liên dịch nghĩa là thái thục thị nê lê tức địa ngục dịch nghĩa là vô hữu không có hàm ý là nơi không có chuyện vui không có sự tha thứ ngũ ấm năm ấm cũng gọi là năm uẩn bao gồm sắc thụ tưởng hành nhị thập bát thiên vương hai mươi tám vị thiên vương bao gồm sáu vị ở dục giới mười tám vị ở sắc giới và bốn vị ở vô sắc giới như lai phiên âm theo phạm ngữ là đa đà a già độ dịch nghĩa là như lai là một trong mười danh hiệu của phật niết bàn dịch nghĩa là diệt độ nghĩa là đạt được niềm vui của sự tịch diệt độ thoát nỗi khổ sinh tử cũng được giải thích rằng niết là không sinh bàn là không diệt không sinh không diệt nên gọi là niết bàn phạm hạnh hạnh thanh tịnh người giữ giới không làm sự dâm dục gọi là tu tập phạm hạnh phạm vương vị thiên chủ cai quản thế giới ta bà phất bà đề cũng gọi là tỳ đề ha cũng gọi là phất vu đãi dịch nghĩa là thắng tức châu đông thắng thần là một cõi đất rộng chín ngàn do tuần phi phi tưởng thiên cõi trời phi phi tưởng là cõi trời cao nhất thuộc vô sắc giới. Phù đồ, dịch nghĩa là cao hiển, chỉ ngôi tháp thờ Phật. Quan âm thiên, cõi trời quan âm. Chư thiên ở cõi trời này, mỗi khi nói năng thì từ miệng phát ra hào quang thanh tịnh, nên gọi tên là cõi trời quan âm. Đây là cõi trời cao nhất trong cõi trời nhị thiền thuộc sắc giới. Khi thế giới xảy ra hỏa tai, thì cõi trời này không bị hại tới. Sa di, dịch nghĩa là tức từ, dứt hết dục nhiễm thế gian nên gọi là tức, tâm từ cứu độ chúng sinh nên gọi là từ. Sa môn dịch nghĩa là cần tức, nghĩa là chuyên cần tinh tấn tu tập giới định tuệ để diệt trừ, chấm dứt ba độc tham, sân, si. Ta bà cũng đọc là sa ha hoặc sách ha, dịch nghĩa là kham nhẫn, tức là cõi thế giới mà Đức Phật Thích Ca ứng hóa để cứu độ là tên gọi chung của cả một thế giới đại thiên này tam ác đạo như tam đồ chỉ ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh tam bảo ba ngôi báu chỉ phật chánh pháp và tăng già về sau ý nghĩa của tam bảo tìm xem trong sách bảo tánh luận tam đồ tức ba đường ác gồm địa ngục ngạ quỷ và súc sinh tam giới ba cõi bao gồm cõi dục dục giới cõi sắc sắc giới và cõi vô sắc vô sắc giới tam sinh tức tam thế xem mục từ tam thế tam tạng toàn bộ giáo pháp của đạo phật bao gồm kinh tạng luật tạng và luận tạng tam thập nhị tướng tức 32 tướng tốt của Đức Phật đó là một Lòng bàn chân phẳng Túc hạ an bình lập tướng 2. Bánh xe pháp dưới lòng bàn chân Túc hạ nhị luân tướng 3. Ngón tay thon dài Trường chỉ tướng 4 bàn chân thon túc cân phu trường tướng năm ngón tay ngón chân cong lại giữa các ngón tay và các ngón chân đều có màng mỏng nối lại như chim nhạn chúa thủ túc chỉ mang võng tướng cũng gọi là chỉ gian nhạn vương tướng sáu tay chân mềm mại Thủ túc nhu nhuyễn tướng bảy sống mu bàn chân cong lên túc phu cao mãn tướng tám cặp chân dài thon như chân sơn dương y ni diên đoán tướng chín đứng thẳng tay dài quá đầu gối chánh lập thủ ma tất tướng mười nam căn ẩn kín âm tàn tướng 11. Giang tay ra rộng dài bằng thân mình Thân quảng trường đẳng tướng 12. Long mọc đứng thẳng Mau thượng hướng tướng 13. Mỗi lỗ chân long có một cọng lông Nhất nhất khổng nhất mau sinh tướng 14 Thân có màu vàng rực, kim sắc tướng 15 Thân phát sáng, đại quan tướng Cũng gọi là thường quan nhất tầm tướng Viên quan nhất tầm tướng 16 Da mềm mại, tế bạc bì tướng 17 Tay, vai và đầu tròn tương xứng thất xứ long mãn tướng. 18. Hai nách đầy đặn, lưỡng dịch hạ long mãn tướng. 19. Thân hình như sư tử, thượng thân như sư tử tướng. 20. Thân hình thẳng đứng, đại trực thân tướng. 21. Hai vai đầy đặn mạnh mẽ, kiên viên hảo tướng hai mươi hai bốn mươi cái răng tứ thập sĩ tướng hai mươi ba răng đều đặn sĩ tề tướng hai mươi bốn răng trắng nha bạch tướng hai mươi lăm hàm như sư tử sư tử giáp tướng hai mươi sáu nước miếng có chất thơm bất cứ món ăn nào khi vào miệng cũng thành món ngon nhất. Vị trung đắc thượng vị tướng 27. Lưỡi rộng dài, đại thiệt tướng hay quảng trường thiệt tướng 28. Tiếng nói tao nhã như âm thanh của Phạm Thiên Phạm Thanh Tướng 29. Mắt xanh trong Chân thanh nhãn tướng 30. Mắt tròn đẹp giống mắt bò, ngư nhãn tiệp tướng. 31. Lông trắng giữa cặp chân mày, bạch mau tướng. 32. Một khối thịt trên đỉnh đầu, đảnh kế tướng. Tam thế, ba đời, tức quá khứ, hiện tại và vị lai. Tam thiên đại thiên thế giới, thế giới ba ngàn đại thiên, một cõi thế giới bao gồm một ngàn mặt trời một ngàn mặt trăng một ngàn núi tu di cho đến một ngàn cõi trời phạm thiên được gọi là một thế giới tiểu thiên một ngàn thế giới tiểu thiên gọi là một thế giới trung thiên một ngàn thế giới trung thiên gọi là một thế giới đại thiên vì có sự chênh lệch ba lần ngàn nên gọi là ba ngàn nhưng thật ra chỉ là một thế giới đại thiên mà thôi tam thú ba con thú là voi ngựa và thỏ được dùng trong ví dụ ba con thú cùng lội qua sông tam trường trai nguyệt ba tháng ăn chay trong một năm bao gồm tháng giêng tháng năm và tháng chín tam muội dịch nghĩa là chánh định tức không phải tà định cũng gọi là chánh thọ không còn thọ nhận các cảm thọ nên gọi là chánh thọ tha hóa tự tại thiên. Tên phạm ngữ là bà xá bạc đề, dịch nghĩa là tha hóa tự tại là tên cõi trời nằm trên cõi trời hóa lạc thiên, là cõi trời thứ sáu thuộc dục giới. Cõi trời này thuộc cõi dục, nhưng tiếp giáp với cõi sắc, xem như trung gian giữa hai cõi. Có thiên ma làm thiên vương, cai quản toàn cõi dục giới. Là cõi trời cao nhất trong cõi dục. Thanh Văn Hàng đệ tử Phật nhờ được nghe âm thanh thuyết pháp tứ đế mà chứng quả nên gọi là Thanh Văn. Thập ác Mười nghiệp xấu ác gồm ba nghiệp xấu ác của thân, bốn nghiệp xấu ác của miệng và ba nghiệp xấu ác của ý. Ba nghiệp của thân là giết hại, trộm cướp, tà dâm. Bốn nghiệp của miệng là nói dối, nói theo dệt vô nghĩa, nói hai lưỡi, nói lời ác độc, ba nghiệp của ý là tham lam, sân hận và si mê. Thập bát phạm thiên, mười tám cõi phạm thiên, tức các cõi trời thuộc sắc giới, nằm trên các cõi trời thuộc dục giới. Vì chư thiên ở các cõi trời này đã đoạn dứt tình dục, nên gọi là phạm thiên, thanh tịnh vô dục mười tám cõi trời này bao gồm phạm chúng thiên phạm phụ thiên đại phạm thiên thiểu quan thiên vô lượng quan thiên quan âm thiên thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên phúc sinh thiên phúc ái thiên quảng quả thiên vô tưởng thiên vô phiền thiên vô nhiệt thiên thiện kiến thiên thiện hiện thiên sắc cứu cánh thiên về ý nghĩa chi tiết xin xem trong kinh lăng nghiêm ở quyển tám quyển chín thập hạnh mười giai vị của hàng bồ tát từ giai vị thứ hai mươi đến thứ ba mươi trong năm mươi hai giai vị được xếp ngay sau thập trụ bao gồm hoan hỷ hạnh nhiêu ích hạnh vô sân hận hạnh vô tận hạnh ly si loạn hạnh, thiện hiện hạnh, vô trước hạnh, tôn trọng hạnh, thiện pháp hạnh và chân thật hạnh. Thập hồi hướng Mười giai vị tiếp theo của thập hạnh, tức là các giai vị từ thứ ba mươi đến thứ bốn mươi, bao gồm một Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly, chúng sinh tướng hồi hướng tức giai vị thực hành lục độ tứ nhiếp, cứu hộ tất cả chúng sinh, kẻ oán, người thân đều bình đẳng. 2. Bất hoại hồi hướng. Giai vị đã có được niềm tin bất hoại đối với Tam bảo, hồi hướng căn lành này khiến chúng sinh được lợi ích tốt đẹp. 3. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Giống như sự hồi hướng của chư Phật ba đời tu hành không đắm trước sinh tử, không lìa bỏ bồ đề. 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng, đem các thiện căn đã tu được hồi hướng đến khắp tất cả các nơi từ tam bảo cho đến chúng sinh để làm lợi ích cúng dường. năm Vô tận công đức tạng hồi hướng, tùy hỷ tất cả thiện căn vô tận hồi hướng làm Phật sự để được vô tận công đức thiện căn. 6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, hồi hướng các thiện căn đã tu được Phật che chở, thành tựu tất cả căn lành bền vững. 7. Tùy thuận đẳng quán, nhất thiết chúng sinh hồi hướng, tức nuôi lớn tất cả gốc lành để hồi hướng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 8 như tướng hồi hướng. Thuận theo tướng chân như mà hồi hướng các thiện căn đã thành tựu. chín Vô phược vô trước giải thoát hồi hướng. Tức đối với tất cả pháp không để bị vướng mắc trói buộc, được tâm giải thoát, đem thiện pháp hồi hướng, thực hành hạnh phổ hiền, đầy đủ mọi đức. 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng tu tập tất cả thiện căn vô tận, đem hồi hướng các thiện căn này để nguyện cầu vô lượng công đức trong pháp giới sai biệt. Thập lục đại quốc 16 nước lớn, chỉ những nước nằm tiếp cận với Ấn Độ thời cổ, như các nước ương già, ma kiệt đề, vân vân Thập tín, tức thập tín tâm hay cũng gọi là thập tâm chỉ mười tâm của bồ tát tu tập trong mười giai vị đầu tiên của năm mươi hai giai vị bao gồm tín tâm niệm tâm tình tấn tâm tuệ tâm định tâm bất thối tâm hồi hướng tâm hộ pháp tâm giới tâm và nguyện tâm thập trụ mười giai vị của hàng bồ tát từ giai vị thứ mười một đến thứ 20 trong 52 giai vị được xếp ngay sau thập tín bao gồm phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, sinh quý trụ, phương tiện cụ túc trụ, chính tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, pháp vương tử trụ và quán đỉnh trụ. Thất Phật, bảy vị Phật, chỉ các vị phật tỳ bà thi phật thi khí phật tỳ xá phù phật câu lưu tôn phật câu na hàm mâu ni phật ca diếp phật thích ca mâu ni thất thú bảy cõi kinh lăng nghiêm thêm tiên đạo cõi tiên vào sáu cõi lục đạo trời người a tu la địa ngục ngạ quỷ súc sinh gọi chung là thất thú bảy cõi thích ca mâu ni phật tiếng phạm thích ca dịch nghĩa là năng nhân mâu ni dịch nghĩa là tịch mặt vì đức nhân có thể cứu độ muôn loài đạo vẫn giữ theo tịch mặt vô vi nên gọi là năng nhân tịch mặt phật nghĩa là tỉnh giác giác ngộ thiên nhãn là một trong ngũ thông các vị bồ tát và phật đều có thiên nhãn tuy cùng là thiên nhãn nhưng tùy theo sự chứng đắc mà khả năng rộng hẹp có khác nhau những người tu theo ngoại đạo các vị thiên tiên cũng có thiên nhãn các vị chứng quả thanh văn duyên giác cũng có thiên nhãn thiên trúc tên gọi chỉ đất nước phật giáng sinh nay là nepal trước đây thuộc ấn độ xưa cũng gọi là thân độc là vùng đất nằm ngay giữa cõi diêm phù đề nên chư phật trước đây xuất thế đều chọn nơi này ấn độ có chu vi hơn chín vạn dặm ba mặt giáp biển phía bắc có dãy tuyết sơn ngăn che phía đông giáp trung hoa phía nam kéo dài đến lãnh thổ nước kim địa phía tây giáp nước a du già phía bắc gặp núi tiểu hương mỗi bề đều khoảng năm vạn tám ngàn dặm ở nước này vào tiết hạ chí đúng giờ ngọ giữa trưa dùng cọc đo bóng thì bốn phía đều hoàn toàn không nhìn thấy bóng trong khi ở tất cả các đất nước khác đều phải nhìn thấy bóng thiết vi sơn tên núi phạm ngữ là trước ca la dịch nghĩa là luân sơn cũng dịch là thiết vi sơn nằm bên ngoài bốn châu thiên hạ tỷ khâu ni dịch nghĩa là khất sĩ nữ tức một vị xuất gia thuộc phái nữ tỷ khâu dịch nghĩa là khất sĩ người đi xin hàm nghĩa là người đi theo phật xin chánh pháp để nuôi dưỡng tuệ mạng vào thế gian xin thức ăn để nuôi dưỡng xác thân. Chữ này còn có nghĩa là phá trừ xấu ác, làm cho ma quân kinh sợ. Tịnh Phạn Vương, vua Tịnh Phạn, phiên âm theo phạm ngữ là duyệt đầu đàn. Cũng dịch nghĩa là bạch tịnh. Ngài là người cai trị nước Ca Duy La Vệ, phụ vương của Thái tử Tất Đạt Đa. Tinh xá, nơi đức phật và chư tăng lưu trú ngày nay rất nhiều người gọi nhầm là tịnh xá tinh xá hàm ý là nơi ở của các bậc trí đức tinh luyện còn chữ tịnh hoàn toàn không có nghĩa này tỳ thủ yết ma tên một vị thiên thần dịch nghĩa là chủng chủng công nghiệp ở ấn độ thời cổ đa số những người làm thợ thủ công thường thờ cúng vị thiên thần này trà tỳ cũng đọc là xà duy tức nghi lễ hỏa thiêu tứ đại thiên vương bốn vị thiên vương ở bốn phương phương bắc là đa văn thiên vương phương đông là trì quốc thiên vương phương nam là tăng trưởng thiên vương phương tây là quản mục thiên vương tứ đại tức bốn đại bao gồm Địa, thủy, hỏa và phong có bốn đại bên trong và bốn đại bên ngoài. Nếu lấy thân người mà xét thì xương thịt là địa đại, tinh huyết là thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, sự vận động là phong đại. Tứ sinh, bốn cách sinh ra của tất cả chúng sinh, gồm thai sinh, sinh bằng bào thai, noãn sinh, sinh bằng trứng thấp sinh sinh từ sự ẩm ướt và hóa sinh sinh do biến hóa tứ vương thiên là cõi trời đầu tiên của dục giới cách mặt đất bốn vạn hai ngàn do tuần cung điện cõi này gần với mặt trời mặt trăng tu đà hoàng tứ trùng giai cấp từ quả tu đà hoàng tiến lên bốn bậc phạm ngữ tu đà hoàng dịch nghĩa là nhập lưu vì khi chứng đắc thánh quả này được các pháp nhãn tịnh bắt đầu dự vào dòng các bậc thánh từ thánh quả này tiếp tục tu tập tiến lên đến thánh quả tư đà hàm a à na hàm a à la hán như vậy cả thảy có bốn bậc thánh quả tu di gọi đầy đủ là tu di lô dịch nghĩa là diệu cao. Núi này do bốn món báu hợp thành nên gọi là diệu, cao hơn tất cả các núi khác nên gọi là cao. Trong bốn cõi thiên hạ thì núi này cao đến 16 vạn 8 ngàn do tuần, một nửa nhô lên bên trên mặt biển, một nửa chìm trong biển, trên đỉnh núi có cung trời đau lợi, mặt trời mặt trăng qua lại, đều ở phạm vi nửa trên mặt biển của núi này. Úc Đan Việt, dịch nghĩa là cao suất, cũng dịch là tinh xứ, tức là châu Bắc Câu Lô là một cõi đất rộng 10.000 do tuần. Ưu Bà Di, cũng đọc là ổ ba tư ca, dịch nghĩa là cận sự nữ, nghĩa là người phụ nữ tại gia, thường gần gũi phụng sự các vị tỷ khâu ni cũng đọc là ô ba tát cát dịch nghĩa là thiện túc nữ hàm ý tuy sống đời tại gia nhưng khéo tránh việc nam nữ cùng ngủ chung ưu bà tắc cũng đọc là ổ ba sách ca dịch nghĩa là cận sự nam nghĩa là người đàn ông tại gia thường thân cận phụng sự vị tỷ khâu cũng gọi là ổ ba tác ca, dịch nghĩa là thiện túc nam, nghĩa là tuy sống đời tại gia, nhưng khéo tránh việc nam nữ cùng ngủ chung. Ưu bác la, dịch nghĩa là hoa sen xanh, khác với hoa ưu đàm bác la. Ưu đàm bác la, tên một loài cây, dịch nghĩa là linh thủy, nghĩa là báo điềm lành. Loài cây này thường không có hoa, chỉ khi có đức phật ra đời hoặc vua chuyển luân ra đời thì cây mới nở hoa ưu điền vương vua ưu điền phiên âm theo phạm ngữ là ổ đà diễn na dịch nghĩa là xuất ái thoát khỏi ái dục cũng gọi là ưu đà diên dùng phạm ngữ là để chỉ chữ viết của ấn độ ngày xưa người ấn xưa kia tin rằng từ thuở ban sơ đó là tiếng nói của phạm thiên nên gọi là phạm ngữ nhiều nơi khác vẫn quen gọi là phạn ngữ xá lợi tức xương người sau khi hỏa thiêu cũng gọi là linh cốt những vị chứng bốn quả thánh đều có xá lợi có hình dạng màu sắc không nhất định vô cùng màu nhiệm linh ứng các nạn nước trôi lửa cháy hoặc va chạm với các thứ kim loại, đá cứng đều không thể làm tổn hại. Xuất gia tứ chúng, bốn chúng xuất gia gồm tỷ khâu, tỷ khâu ni, sa di và sa di ni.